Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô. Em Vũ Duy Ô Tô chuyên bán những cái dòng xe sang giá vừa rẻ vừa ok. Vâng, và trước mắt các bác hôm nay là một chiếc Camry. Đây là một chiếc xe đẳng cấp luôn các bác ạ. Một mẫu Camry mà giá chỉ hơn 3 đồng thôi. Rất rẻ. Vâng, và đây là một mẫu xe hạng sang mà trước. Những bác nào muốn sở hữu những chiếc xe này thì nói cho các bác là phải bỏ ra một số tiền cực kỳ lớn luôn. Đời 2007. Các bác nhìn ạ, vâng, thiết kế rất là đẹp. Và cái thiết kế này của nó thì thực sự là không hề lỗi mốt một chút nào luôn. Camry 3.5Q. Con này thì sản xuất tại Việt Nam theo tiêu chuẩn của Nhật. Và đây là một chiếc xe được sản xuất tại công ty TOTA Việt Nam các bác nhé. Vâng, và những ai đã làm trong TOTA Việt Nam thì các bác biết rồi. Tiêu chuẩn của nó rất là khắt khe và chất lượng xe thì đương nhiên là cũng theo tiêu chuẩn đó mà sinh ra. Nên là những chiếc xe này thì được xuất khẩu đi nhiều nơi và sử dụng rất là nhiều. Dòng xe Camry 3.5Q, dòng xe đẳng cấp hạng sang luôn. Đi nó như những con mẹc hạng D rồi. Vâng, rất là cao cấp. À, hạng E, xin lỗi các bác. Vâng, một chiếc xe bản 3.5Q với động cơ V6. Với mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng 11 lít ạ. Vâng, 11 lít xăng trên 100 km. Tính ra thì các bác có thể là gọi là đi tầm 1 lít thì được khoảng tầm 9 cây, 8 cây. Hơn 8 cây một chút ạ. Vâng. Đây là một dòng xe khá là đẳng cấp với thiết kế sang trọng lịch lãm và cái form của xe này thì thực sự là không lỗi mốt một chút nào luôn. Đồ của xe thì vẫn còn zin và xe thì cực kỳ đẹp với hệ thống đèn form mới này, nội thất ghế da cao cấp này, túi khí an toàn vây quanh xe, ghế chỉnh điện, điều hòa auto và đặc biệt vô lăng là vô lăng tự động có nhớ nha các bác nhá. Vâng. Và chiếc xe này là một chiếc xe cũng được rất nhiều doanh nhân, những người có điều kiện kinh tế thì các bác ấy đã dùng. Còn bây giờ thì nói thật các bác chứ gia đình có điều kiện kinh tế vừa phải cũng có thể mua được những cái dòng xe này rồi ạ. Dòng xe này thì đi nó rất là sang và chiếc xe này thì vẫn còn gần như là mới tinh luôn. Gần như mới luôn đấy ạ. Vâng. Nội thất ghế của nó còn zin nhưng mà vẫn còn rất là mới. Và đặc biệt là lốp của con xe này thì 4 quả lốp 2019. Vâng. La răng không một vết chảy xước luôn. Đấy, còn sơn si tôn vỏ thì các bác nhìn đi ạ. Vâng. Xe vẫn còn luột là và sơn si tôn vỏ của nó là đều là sơn đẹp luôn. Tỷ lệ sơn zin của chiếc xe này thì 80% cơ. Vâng, bao cam kết cho bác là không có đâm đụng nhá, không có tai nạn ngập nước. Đấy, máy số thì chạy cực lành luôn. Dòng này thì bền vô đối luôn. Động cơ V6 thì nó bền nó và khỏe. Đặc biệt là nó lại rất là êm. Động cơ V6 rất êm luôn các bác ạ. Nó máy nó vòng tua thấp, ăn xăng ít và cũng rất là khỏe khoắn. Trọng lượng của chiếc xe này thì nó lên đến 1 tấn 6. Vâng, thế nên là đương nhiên là phải sử dụng những cái khối động cơ như vậy. Đây là bù lại thì các bác có một cái chiếc xe mà khi ngồi ở khoang ghế đằng sau ấy, đúng là đẳng cấp doanh nhân, ngồi cực sướng luôn. Nó êm và nó chìm. Khi ngồi lái nó cảm giác nó không hề có tiếng rội ồn ở bên ngoài. Nó là cách âm rất tốt và hệ thống treo của xe nó hoạt động ổn định nên là không có tiếng lục cục như những cái dòng xe tiêu chuẩn bình thường. Thế còn các bác có thể nhìn những cái phần tôn vỏ này, em gõ cho các bác nghe nhé. Đấy, các bác nghe cái phần tôn ấy ạ. Nó nghe cái tiếng tôn gần như là tôn còn nguyên zin luôn. Vâng, sơn nắp capo là sơn zin đấy ạ. Vâng, tôn còn nguyên. Và cản trước của xe thì các bác nhìn nó đã theo thời gian rồi. Các cái nạp chrome thì nó hơi ố nhưng mà nó vẫn còn độ bóng rất là cao. Đấy. Và chiếc xe thì biển Hải Phòng 15A09324. Con này thì cũng đã ra tên một lần rồi. Vâng, chủ thứ hai rồi. Thế nhưng mà được cái là biển thì đẹp đẽ và sạch sẽ, không hề có lỗi lầm nhá. Cản trước cái xe này sạch chưa này. Đấy, cản trước xe sạch, hệ thống đèn gầm của xe và đằng trước của xe thì có cả cảm biến phía đằng trước đây cho các bác. Đấy, này là các bác yên tâm nhá. Hệ thống đèn pha của xe thì các bác để ý là đèn con này sử dụng đèn bi cầu chống rung. Đấy, công nghệ mới và đặc biệt là đèn thế này thì là công suất cao. Thế này là cái xe thì đi đêm rất là sáng luôn. Đấy, độ sáng thoải mái cho các bác. Những bác nào mà hay phải đi đêm thì cũng không phải lo đến cái độ sáng mất an toàn đấy. Và ánh sáng vàng nhá, các bác đi đường rời sương mù các thứ là ok luôn đấy. Cản trước đồng đều sạch sẽ. Xe này thì nói chung là chủ là người gọi là chủ tịch mà, thế nên là người ta giữ gìn rất là cẩn thận và xe thì được chăm chút tỉ mỉ luôn, bảo dưỡng định kỳ hãng luôn các bác nhá. Kính thì con này là kính zin,
kính laminated zin. Đấy, và hàng này thì các bác cứ yên tâm là đẳng cấp thì khỏi phải chê. Đấy. Tôn đấy ạ. Vâng. Đấy các bác nghe đấy ạ. Vâng, tôn cánh rất dày, chắc chắn luôn. Và xi nhan thì được tích hợp trên tay gương này. Đấy, thiết kế công nghệ cao, xi nhan tích hợp. Gương phía trong thì được gắn thêm cái chi tiết chống bẻ gương. Và đây là gương zin nên nó có đường chân này. Đấy, rất là cứng chắc. Con này thì có gương cụp xè nhá. Và khóa thông minh. Đấy, khóa thông minh này. Đấy, mở nhẹ nhàng. Keo chỉ thì các bác khỏi phải chê luôn. Keo chỉ này, các bác nhìn này, zin luôn này. Đấy, keo chỉ đẹp zin luôn. Đấy. Tappy cánh da đè mới này, da của nó còn nguyên này. Đấy, da zin nhá. Đây là da zin này. Sờ rất là mịn, đấy, sờ rất là mịn luôn, mịn da luôn. Và hệ thống kính điện của xe thì hoạt động là bốn cánh là đều là chỉnh điện hết. Em sẽ bật khởi động đèn nổ start top ở đây. Em bật thôi chứ em cũng chưa đóng khởi động máy. Đấy, đồng hồ hiển thị rất là xịn sò luôn. Đấy, và đồng hồ cao cấp không có lỗi lầm, các bác yên tâm nhé. Vâng, kính điện này, một chạm luôn. Đấy. Đấy, kính điện đấy ạ. Vâng. Một chạm trên tất cả các cánh nhá các bác nhá. Vâng. Cái cánh vừa nãy là em bấm nó hơi chắc một tí nên là nó bị ấy rồi. Đấy, kính điện đấy ạ. Vâng. Và ghế của con này thì có chỉnh điện luôn. Đây các bác nhìn này, ghế chỉnh điện này. Hoạt động bình thường hết. Vâng, tất cả các cái chức năng bình thường. Có túi khí an toàn cho ghế các bác nhá. Vâng, có túi khí an toàn đây cho cả hai ghế hai đằng trước luôn. Và các bác có thể nhìn ạ. Vâng, ngay cả cái phần tựa lưng chỉnh ghế điện ở thân này có hết này. Đấy. Và bên này thì vô lăng, con này thì chạy cũng tương đối là nhiều. Nó theo đồng hồ công tơ mét của chiếc xe này thì đây, em sẽ xem cái đồng hồ này thì nó chạy được 16 vạn. Và vô lăng thì đây các bác nhìn này, vô lăng à. Chỗ này thì hơi mòn tí. Vâng. Cái này thì em cũng khẳng định với các bác luôn, nếu mà để độ mòn như thế này thì con này cũng phải chạy tầm khoảng 26 vạn rồi. 26 vạn đây, ngay kể cả cái logo này nó cũng đã mòn đến mức độ như thế này rồi thì chắc chắn là phải hạ tầm 26 vạn. Đấy, túi khí an toàn. Còi to. Vâng. Các cái phím chức năng của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, gạt mưa đấy, rất là êm. Và gương chiếu hậu của xe là chống chói các bác nhá. Gương chiếu hậu có sấy và chống chói đầy đủ. Đấy. Và đặc biệt là con này thì có hệ thống đèn tự động auto điều chỉnh tự động luôn. Em đang để chế độ tự động đây. Thì nó sẽ hoạt động tự động khi mà trời ban đêm. Có gương kính điều chỉnh điện thì bằng cái nút này, điều chỉnh điện này. Rồi cụp xe đây, thử xem cái chức năng cụp xe của nó còn hoạt động không nhá. Ái chà, vẫn hoạt động bình thường đây các bác ạ. Vâng. Hàng xịn vẫn hoạt động bình thường luôn. Đấy. Ghế nhớ hai vị trí này. Đấy, ghế điện nhớ hai vị trí đầy đủ nhá. Và các bác có thể là nhìn cho em bản lề này, sơn si này này, đấy. Bản lề nét căng luôn này. Đấy, các cái bản lề ốc của xe này. Vâng. Xe này thì đẹp khỏi chê. Vâng. Cứng cáp luôn. Đấy, cửa đóng rất là chắc chắn. Và đây là một dòng xe mà dành cho chủ tịch. Thế nên là tất cả các cái chi tiết của nó được làm rất là luột là. Đấy, keo chỉ zin này. Đấy, các bác nhìn keo chỉ đó. Vâng, chỉ zin đây này. Đấy. Và tappy này, sạch sẽ này. Và chủ tịch cũ của xe này thì cũng không hút thuốc nên là cái này vẫn còn rất là sạch. Đấy, kính điện lên xuống nhẹ nhàng một chạm đây này. Đấy. Nó sẽ hạ xuống, đấy, tính một chạm đấy ạ. Vâng, và đặc biệt là con này thì có cái rèm. Rèm còn nguyên, không rách nhá. Rèm che nắng còn nguyên luôn. Đấy, mình nâng lên để gắn vào đây. Và nội thất cái khoang đằng sau này mới là đẳng cấp này. Đúng là doanh nhân chủ tịch có khác không ạ? Ghế da cao cấp, và đây là da zin nhá, đều là da zin hết. Sàn da cao cấp này, đây sàn da chuẩn chỉ luôn này, da cao cấp này. Và có sàn xoắn để chống bụi bẩn, đấy. Và đây là bệ tì này, bệ tì đẳng cấp luôn. Các bác nào mà hay các bác nhìn những cái dòng xe cao cấp ấy, thì các bác khẳng định các bác là cũng ít khi nhìn đến những cái này. Cụm phím bấm điều khiển cho chủ tịch bao gồm có cài đặt chế độ âm thanh. Đấy, ví dụ cài đặt bài hát, rồi cài đặt chế độ âm tiếng này. Rồi bên này thì là chỉnh ghế. Đấy, chỉnh ghế là tựa lưng này. Đầy đủ luôn. Ái chà, ghế đó này. Đấy, nó lên đấy, lên đấy, lên lên lên. Đấy, 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 các bác thấy chưa? Rồi điều chỉnh về điều hòa nhiệt độ có hết này.
điều chỉnh điều hòa nhiệt độ của xe có luôn đấy. Và đặc biệt là đây là cái chức năng rèm cửa sau. Đấy, hoạt động bình thường hết. Đúng là hàng cao cấp khác. Thường thường thì nói lại cập à. Thường thường thì cái đèn của tất cả các cái hàng xe nhá thì không bao giờ nằm đây, mà nó sẽ nằm ở vị trí này, ở giữa cái phần này luôn. Thế nhưng mà riêng cái xe của chủ tịch ấy, thì bao giờ nó cũng nằm ở đúng chỗ này. Đấy, lại được thay bằng bóng LED rồi, lại siêu sáng luôn. Bệ tì, hộc đồ rộng rãi này. Đấy, các bác có thể là để được rất nhiều đồ. Chỗ này về mấy cục tiền cũng được. Còn chai nước thì bác có thể để đây. Đấy, để chai nước ở đây này, rất là tiện lợi luôn. Bệ tì, và đặc biệt là đằng sau thông luôn này. Đấy, các bác thấy ạ. Vâng, thông luôn ra khoang đằng sau luôn. Đấy, đúng là xe của chủ tịch có khác, ngồi nó sướng hẳn cuộc đời. Và đặc biệt là cửa gió ở phía đằng sau có luôn. Các bác mà đi đường trường cũng không phải lo chuyện nóng bức. Vâng, điều hòa và thắng luôn trước mặt luôn. Đấy, cửa đóng then cài rất là xịn sò, và kính đều là kính zin nữa các bác nhá. Em sẽ mở cốp của con xe này cho các bác. Mình có mở bằng nhiều hình thức, khóa điện này, rồi mở cốp cơ. Đấy, camera lùi cho các bác này. Đấy, camera lùi kết hợp tích hợp ở trên kia. Hệ thống đèn hậu của chiếc xe thì là đã được nâng lên đèn LED rồi, công nghệ mới rồi. Đấy, công nghệ mới nhất thời năm 2007-08 đã có đèn LED rồi. Bóng LED này, đuôi LED rất đẹp luôn các bác nhá. Đấy, hệ thống đèn hậu LED của xe rất là đẹp, phân rõ tầng, và đèn của xe thì không hề có lỗi lầm. Đấy, đèn rất đẹp luôn. Bóng sáng đều, không có rạn nứt, không lỗi lầm, và đèn rất mới. Đấy. Cản sau của xe thì đồng đều và có cảm biến lùi phía đằng sau luôn. Đây các bác nhìn, các lỗ cảm biến lùi này. Đấy, cảm biến lùi rất là nhiều. Đấy, cho các bác yên tâm khi mà các bác lùi nhá. Vâng, dòng xe này mà chỉ cần hơi quẹt nhẹ một phát là tự dưng mất tiền triệu về cái món sơn si tiểu mạ rồi. Thế nên là phải làm những cái cảm biến như thế này thì các bác yên tâm luôn. Đấy, bô đôi này. Đấy, dòng 3.5 nên là đương nhiên là phải chơi quả bô kép này rồi. Và thực sự là những ai mà sở hữu những mẫu xe này thì đúng là người ta gọi là doanh nhân chủ tịch luôn. Keo chỉ khỏi bàn. À, các bác nhìn ạ. Và keo chỉ khỏi bàn luôn. Cứng đẹp luôn. Đấy. LED căng. Và đây các bác nhìn sàn của xe đây. Đấy, sàn này. Lốp sơ cua này, đồ nghề đầy đủ luôn. Lốp sơ cua và chiếc xe thì cũng đã được dán sàn rồi. Đấy, sàn chống nhật này, lốp sơ cua. Đấy. Đồ kích lốp các thứ thì nó ở bên này các bác nhá. Đấy, đầy đủ luôn. Không thiếu cái gì. Đấy. Ốc ác này. Bên này, đấy, bên này thế này. Đó, rất nét, sắc nét luôn. Một chiếc xe thực sự là cứng luôn đấy ạ. À. Camry 3.5 QV6 rồi mà các bác. Vâng. Quá đẹp luôn. Lốp Turanta Briton 2019, 4 quả. Vâng. Dày bịch, mới cứng, và đặc biệt là cua lốp cao cấp nên là nó là nỉ chống ồn luôn. À, nỉ chống ồn luôn cho các bác này. Vâng. Phanh đĩa 4 bánh ABS an toàn đấy các bác nhá. Và đẳng cấp là la răng đúc thể thao với 10 chấu. À con này 9 chấu, xin lỗi các bác. Chỉ có 9 chấu thôi. Tượng trưng cho sự vĩnh cửu trường tồn. Vâng, đấy nội thất này. Khoang sau đây. Đấy, tất cả các chi tiết của xe thì còn rất là sắc nét. Xe đẹp cứng cáp mà. Vâng. Một chiếc xe đẳng cấp Camry. Và đây là một dòng xe tiêu chuẩn châu Âu ạ. Vâng. Được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam bởi những đội ngũ thợ lành nghề, và các bác biết rồi, thợ Việt Nam mình thì rất là giỏi, cái gì cũng làm được, và đồ làm thì rất là chuẩn luôn, châu Âu còn giả tiền lại luôn. Và đấy, xe này, đấy, ghế điện nhá, tất cả các chức năng đều hoạt động bình thường hết, và túi khí an toàn đây cho các bác này, đấy, túi khí táp lô sạch sẽ vô cùng, đấy, điều hòa, và con này thì có nhạc, em thử mở âm thanh cho nào. Đang bật FM. Cái này thì có mấy cái chức năng định vị với các thứ lằng nhằng thì nói chung là cái này ta nghiên cứu thêm các bác. Vâng, chứ cái này thì em cũng không rõ lắm. Đây, cái thẻ nhớ này. Vâng, và điều hòa auto. Cái này khi mà mình ấn đề nổ ấy ạ, thì ta sẽ phải cùng sang bên kia đạp phanh thì nó mới an toàn, thì nó mới cho phép khởi động máy được. Vâng, đấy là một cái thiết kế rất là an toàn với một chiếc xe đẳng cấp. Đấy. Camry 3.5Q cơ mà các bác. Vâng.
Lâu lắm rồi bên nhà em mới về được con 3.5Q ấy. Vâng. À và dòng xe này thì phanh nó ở đây nhá các bác nhá. Đây là phanh này. Phanh tay này. Đấy, đấy là phanh tay đấy ạ. Vâng. Thế còn này em sẽ mở sẵn capo lên. Và ta sẽ cùng xem đồng hồ hiển thị nhá. Đấy, máy rất êm, đè cái nổ ngay và thực sự là chính em ngồi đây thôi nhưng mà không nghe tiếng máy luôn. Vâng, không hề nghe tiếng máy luôn ạ. Vâng, rất êm. Rồi bây giờ ta sẽ ra khoang động cơ để cùng trải nghiệm về cái khoang động cơ của chiếc xe này. Một chiếc Camry 3.5Q. Ôi rẻ lắm bà ơi. Vâng. Con chào bà. Đấy, chiếc xe này sử dụng động cơ V6 đua VTVI công nghệ mới các bác nhá. Máy số cực êm và lành luôn. Máy thì các bác khỏi chê. Đấy, máy led căng luôn. Đấy các bác nhìn khoang máy rất là sạch sẽ luôn. Đấy, ốc ác chuẩn chỉ rồi, sắc nét vô cùng luôn. Và cái dòng Camry này thì được bảo dưỡng định kỳ thường xuyên rồi, nên là về các bác không phải lo lắng cái chuyện là hay hỏng vặt đâu. Và cái dòng này nó rất là bền. Đấy, dòng này cực kỳ bền luôn, lành luôn. Máy số rất là êm. Đấy, rất êm luôn nhá. Và hỏi thì các bác hỏi là máy có zin hay không, thì em khẳng định với các bác là con này thì cũng máy dưới thì còn zin nguyên. Còn máy trên thì đã ra mặt dàn cò để người ta chỉnh sau nhiều thời gian sử dụng đấy ạ. Cái đấy thì bình thường các bác nhé. Nhưng mà đảm bảo cam kết cho các bác là không có đâm đụng, tai nạn ngập nước. Đấy. Máy chạy cực lành luôn. 2007 rồi các bác. Vâng. Xe quá đẳng cấp luôn. Giá tiền lại mềm. Vâng, độc có 3 đồng thôi, hơn 3 đồng một chút thôi. Nhưng các bác đã sở hữu được ngay chiếc xe đẳng cấp V6 3.5Q. Ui giời. Cái này hơi nặng một chút nhưng bao cam kết cho các bác là không có hơi thừa nhá. Vâng, cái này đảm bảo cho các bác. Vừa nãy về kiểm tra thì đã mở ra rồi nhưng mà phải dùng cờ lê vì cái này nó hơi nặng một chút. Vâng, đấy. Phần nỉ chống ồn của nó còn nguyên. Đấy, tem nhãn còn nguyên này. Vâng nhìn ạ. Vâng, tất cả các chi tiết của nó còn sắc nét vô cùng luôn. Không lỗi lầm. Đấy, tôn mỏng te luôn. Con này thì đảm bảo bao cam kết cho bác là không có đâm đụng. Đấy, không có đâm đụng, tai nạn ngập nước. Máy chạy cực êm luôn và đẳng cấp, một dòng xe đẳng cấp xế sang tiền tỷ rồi. Đấy, bây giờ thì con này mua mới dòng đời này thì nó cũng phải rơi vào tầm ngót gần đôi tỷ. Vâng, thế nhưng mà tại Vũ Duy Auto giá rẻ chỉ bằng 1/7 so với giá thị trường thôi. Những ai quan tâm đến mẫu xe đẳng cấp xế sang thương hiệu hàng xịn sò này thì alo ngay cho Vũ Duy Auto ạ. Vâng, tất cả các cái chi tiết trong video quay review ấy em đã quay rất là rõ ràng rồi. Nên là các bác nào mà cũng quan tâm thì các bác có thể đến với Vũ Duy Auto để xem xe và trải nghiệm ạ. Vâng, quên còn cái gầm nữa. Quan trọng nhất là cái gầm. Nhiều lúc các bác bảo là gầm nó có đẹp hay không. Đấy, gầm đấy ạ. Vâng. Gầm rất đẹp luôn. Sạch sẽ không lỗi lầm. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng. Gầm sáng sạch luôn đấy ạ. Một chiếc xe đẳng cấp thương hiệu đến từ Toyota, một hãng xe nổi tiếng Nhật Bản, đang có mặt tại Vũ Duy Auto. Những ai quan tâm đến mẫu xe xịn sò này, Camry 3.5Q, hãy alo ngay cho Vũ Duy Auto qua số điện thoại 0869158926. Cảm ơn các bác đã theo dõi và quan tâm kênh của em Vũ Duy Auto thật là nhiều. Và sắp tới em được 100.000 subscribe rồi, thì cũng cảm ơn các bác đã thỉnh tình đăng ký nhá. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Ai chà, kiểm tra cái hệ thống đèn auto này nè. Con này thì đèn xịn sò rồi, bật hết pha lên. Đấy các bác nhìn này, hệ thống đèn của nó ánh sáng tím nhá. Vâng, đèn xe lông nhá, siêu sáng luôn. Mắt một xanh một tím. Cái này là nhiệt độ màu vừa nhá các bác nhá. Nhưng mà ban ngày, đây là ban ngày thôi, chứ ban đêm của nó thì sáng vô cùng luôn ạ. Vâng, xin chào, tạm biệt các bác. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.